chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng lùa gà, Đồng Nai và Hải Dương là hai điểm răng lưới. Từ lùa gà là theo nghĩa đen thì ai cũng đã hiểu. Đó là hình ảnh răng lưới vây kín rồi lùa đàn gà vào chuồng mà bắt hàng loạt. Hiện nay trong mạng xã hội đang dùng từ lùa gà mang ý nghĩa lừa đảo. Tức là kẻ lừa đảo dùng chiêu trò để nhử hàng loạt con mồi vào chồng rồi ra tay hốt tiền của họ cao chạy xa bay, bỏ lại khổ chủ tiền mất tật mang. Tuy nhiên, việc Thời báo chấm đê dùng từ lùa gà với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không mang nghĩ lừa đảo như trên, mà chúng tôi muốn nói các ông Nguyễn Phú Trọng đang răng lưới vây bắt các đối tượng mong đưa vào tầm ngắm của mình. Bắt một vài người thì không thể dùng từ lùa gà, mà đây ông Trọng đang muốn bung lưới bắt hàng loạt. Nghĩa là lùa gà trong trường hợp này sát với nghĩa đen hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Những vụ án như Việt Á, IC và chuyến bay giải cứu chính là những mẻ lưới ông Nguyễn Phú Trọng đang răng ra. Những ai lọt vào trong những mẻ lưới đấy là những con gà không biết thoát đi đâu. Cứ mỗi ngày, mảnh lưới thu hẹp dần và rồi đàn gà cứ lần lượt từng con chui vào cái lỗ lò của ông Trọng. Hiện nay, vụ án chuyến bay giải cứu đang tạm lắng xuống. Vụ án IC và vụ án Việt Á cũng đang nổi lên. Tại Đồng Nai mới bắt đầu vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Tổng hốt được tới 11 người, trong đó có cựu ủy viên Trung ương Đảng. Nhiều người đang có kỳ vọng với việc bố trí của ông Đinh Văn Nơi tại Quảng Ninh. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang muốn lùa con gà khổng lồ, đó là cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012. Tuy nhiên, nhiệm vụ này xem ra quá khó với ông đại tá giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi và thậm chí cũng quá khó cho ông Tô Lâm. Vụ án Việt Á hứa hẹn rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng nữa sẽ phải vào tù cùng với Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. Điểm khởi đầu cho những vụ bắt bớ dữ dội hiện nay là Hải Dương. Vào ngày 17 tháng 9, ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã bị bắt với cáo buộc chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, nay đến lượt các quan chức khác. Đây là hình ảnh Đồng Nai, nơi bắt đầu hốt vụ IEC. Được biết, vào ngày 21 tháng 10, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Dương Thái, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Triệu Thế Hùng, nhiệm kỳ 2021-2026, bị kỷ luật khiển trách. Kỷ luật khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016-2021. Do đã có những hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác và mà Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 624 là ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật về mặt đảng đối với những ông này. Được biết, bộ máy tham nhũng của vụ Việt Á thì khá giống nhau. Các CDC là những người trực tiếp nhận tiền, nhưng chủ trương không phải là các giám đốc CDC. Nếu các giám đốc này ăn một mình thì bí thư và chủ tịch sẽ không bỏ qua. Và việc giải tiền hối lộ với số tiền tới 800 tỷ đồng của Việt Á ở khắp các tỉnh thành trong cả nước thì tính ra trung bình mỗi tỉnh thành sẽ nhận hối lộ khoảng 13 tỷ đồng. Tuy vậy, các CDC nhận hối lộ cao nhất vài tỷ mỗi người, vậy thì hàng chục tỷ đồng còn lại sẽ vào túi các vị nào? Đó là điều ông Tô Lâm đang điều tra từ giám đốc các CDC ở các tỉnh. Đây là hình ảnh Hải Dương, nơi bắt đầu hốt vụ Việt Á. Vụ án IEC sẽ dẫn đến chân trụ thủ tướng. Vụ Việt Á sẽ dẫn đến chân trụ chủ tịch nước. Và chân trụ thủ tướng, xem ra ông Trọng chưa quật được trụ nào tại hội nghị Trung ương 6 là chưa củng cố bằng chứng đủ mạnh. Và với hai mẻ lưới được răng ra để lùa gà như thế này thì xem ra ông Tổng, Bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng chưa hề có ý định bỏ cuộc. Thời gian tới, ắt có nhiều phim hay. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tay quan chức ăn chơi sa đọa, nhiễm bệnh, nay bị sa lưới, ông này là ai? 4 giờ 30 phút sáng vào ngày 2 tháng 3, chuyến bay Việt Nam 0054 từ London hạ cánh ở Nội Bài. Một ông quan chức có tên viết tắt là NQT được lái xe riêng đón đưa về nhà. Đến ngày 6 tháng 3, ông này có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan, chưa đi điều trị. Sau đó, ông này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng
và được kiểm tra là dương tính với COVID. Điều đặc biệt là các bệnh nhân cùng chuyến bay được báo chí nêu danh, nhưng ông NQT được biết tất cả các giấy tờ giấu tên, mặc dù ông này về Việt Nam tiếp xúc với ít nhất là 96 người sau đó. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đàn ông được báo chí giấu tên ấy rồi cũng bị lộ, đó là Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông ta đi London đã đi ăn chơi sa đọa chứ không phải đi công tác. Chẳng một quốc gia tiến bộ nào coi cái hội gọi là Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra gì. Hội đồng này bị người dân xem là cái hội đồng ăn hại vì nó chẳng nghĩ ra được những tư tưởng nào giá trị, mà chỉ nhai lại những thứ lỗi thời Marx Lenin để tìm kiếm và kìm kẹp đất nước này ngập trong u mê. Cũng nhiều người nói rằng họ đã xem lịch trình đi ăn chơi của Nguyễn Quang Thuấn mà choáng ngợp. Bay hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh gôn, mời ca sĩ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng, mới thấy ông ta sống và làm việc xa hoa cỡ như thế nào. Và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta đang tiêu những đồng tiền thuế của dân, đang thực sự thực hành tốt chủ nghĩa cộng sản là đại diện cho giai cấp vô sản, những người cần lao động đang kiếm vài triệu đồng mỗi tháng chỉ để sinh tồn mà thôi. Ông ta đã làm ngược lại. Vào những ngày cả nước đang căng mình chống dịch, một ông quan chức của đảng đã dùng tiền dân để ăn chơi xa đọa rồi lênh bệnh trước cộng đồng, làm người dân vô cùng phẫn nộ. Tuy phẫn nộ nhưng người dân vẫn bất lực với những đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những đặc quyền như thế. Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Đáng lẽ ra ông Thuấn phải bị kỷ luật khi đó, nhưng ông Trọng đã phớt lờ. Đây là hình ảnh đi London ăn chơi, lây bệnh về Việt Nam, gây nhiễm cho rất nhiều người khác. Đây cũng là cách mà ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, đã sang London để thưởng thức món bò rát vàng. Mới đây, tại kỳ họp thứ 21 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Quang Thuấn đã bị đưa lên thớt. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện không nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Như vậy, ông Nguyễn Quang Thuấn bị trừng phạt là tội mà ông gây ra khi còn là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chứ không phải là lúc ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có người thì nói ông Thuấn không ăn đậm thì ông ta không thể phung phí tiền ăn chơi xoa đọa đến như thế. Đây là hình ảnh hình phạt chưa tương xứng đối với cán bộ cấp cao của đảng này. Đáng lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng có thể kỷ luật ông Thuấn từ 2 năm về trước. Chỉ cần điều tra những khoản tiền lớn mà ông này đã vung vào các lần ăn chơi thì cũng lòi ra rất nhiều thứ ông Tổng Bí thư đã không làm. Việc kỷ luật khiển trách hiện nay được người dân đánh giá là quá nhẹ so với một ông quan chức sa sút về đạo đức đến như vậy. Ông Thuấn cần phải bị sa lưới pháp luật, không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nghĩ thế nào.